Đây là cầu Bến Lức. Cát vào. Đây, tới đây là Bến Lức. Rất nhiều khu công nghiệp. Để mà xuống được tới vườn trái cây thì chắc cũng phải chạy khoảng 45 cây á, 45 km từ Hồ Chí Minh, từ quận 1 chạy xuống tới mấy cái vườn ở Bến Lức, Tân Trụ, vừa tầm 35-40 cây. Rất nhiều khu công nghiệp mới vô được tới vườn. Đây là trung tâm của Bến Lức. Ở đâu có điện máy xanh, ở đó có đông dân cư. Rồi, lũ bao la luôn. Nhà view 8 tiền. À 12 đúng không? 12 sâu 100 hả? Sâu mà thổ là ba mấy, nghĩa là thổ cư là 300 rồi. Đây, thổ cư 300, có sổ. Có đất ruộng nữa. Hai bên luôn. Nói bán trái cây mà không thấy cây đâu thì hôm nay chắc phải đi coi thử, mua vài cái vườn về làm bán dưa hấu, thanh long. Vườn này là vườn dưa hấu Long An nè, ở dưới này là dưới Long An nè. Đó, ở xa xa kia là vườn thanh long. Đây, giờ lại là vườn thanh long. Luôn không à. Trông rất là đều. Rồi, ở đây là vườn bưởi. Đây nè. Vườn bưởi nè. Thấy không? Đây là vườn bưởi. Nắng quá. Đi coi vườn, mua vườn luôn, mua tận gốc bán tận ngọn. Đấy. Đi mua đất canh tác về làm nông dân.